thật là may mắn có một trợ lý như em. Trời ơi. Đó, anh phải biết quý trọng em đi. Em đã phân tích hết mình rồi. Vâng, xin được giới thiệu với quý vị khán giả hai chàng trai rất bảnh bao của chúng ta, đó chính là ca sĩ Nhâm Phương Nam và một ca sĩ nữa, đó chính là Mel đến từ Zero Night. Và em nhìn hai anh ở đây, em đoán đi, anh nào hát thì sẽ hợp gu với em hơn? Dạ, theo cái giác quan thứ 6 của em thì ngày hôm nay em nghĩ cái tông giọng của em á sẽ hợp với lại bạn Mel hơn. Bạn Mel hơn? Dạ vâng. Thôi Nam, có đau theo, anh, gối lắm không theo anh đó là một tin vui cho em đấy, chứ không phải là tin buồn đâu. Em làm sao đây? Vậy đáng ra người suy sụp phải là bạn Mèo đúng không anh? Đúng rồi, đây đáng em mới là người suy sụp. Nhưng thôi được rồi, trước khi nói cảm xúc của các em về cái phần âm nhạc đối với Diệu Nhi thì các em hãy tự giới thiệu về mình. Xin chào tất cả mọi người ạ. Mình là Miu, mình đến từ nhóm Zero Nine. Rất là vui khi hôm nay được tham gia chương trình Giác Quan thứ 6. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nhâm Phương Nam. Hôm nay mình đến đây mục đích chính là để gặp chị Diệu Nhi ạ. Để làm gì? Em là một fan hâm mộ rất chân chính của chị Nhi. Mà anh đã hiểu vì sao mà em suy sụp rồi. Hôm nay em suy sụp lắm anh ạ. Chị sai rồi. Em hâm mộ Diệu Nhi, vậy là anh bắt đầu biết gu âm nhạc của em là thế nào rồi đấy. Em làm ca sĩ mà em có gu thế này là anh hơi lo đấy nhá, Nhâm Phương Nam nhá. Vậy thì bằng trực giác của mình, bằng những câu, những từ ngắn gọn nhất để nói về người trợ lý của anh trong chương trình thì em sẽ nói gì, Miu? Nếu mà để dùng từ ngắn gọn thì em nghĩ là từ duyên dáng là hợp lý nhất ạ. Ui, sao đấy? Cái từ đó em không có dám nhận chút xíu nào. Chị cảm ơn em đã dùng những cái mỹ từ đó dành cho chị. Thế à? Nào, hãy cùng xem Nhâm Phương Nam em sẽ dùng từ gì? Của em là ba chữ: tiên dáng trần. Tiên dáng trần. Ôi trời ơi, cái gì đấy? Từ đó nó hơi quá. Này, tôi có cảm giác như là Nhâm Phương Nam là có vấn đề về cả gu âm nhạc lẫn gu thẩm mỹ. Đúng là người ta bảo là cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình. Thôi, anh chả nói gì được em vào lúc này nữa Nam ạ. Anh mong em đủ bình tĩnh để có thể vượt qua các cái thử thách của chương trình nhá. Hết sức bình tĩnh nhá. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời Nhâm Phương Nam và Miu về vị trí của mình.